Tháng 8 năm 1976, Bệnh xá Công an tỉnh Bình Hải được thành lập. Thời điểm này, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực còn rất hạn chế. Năm 1997, sau khi chia tách tỉnh Bình Hải thành hai tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, ngày 20 tháng 12 năm 1997, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định thành lập Ban Y tế Bệnh xá Công an tỉnh Cà Mau. Với chức năng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, can phạm nhân và thân nhân cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an. Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Y tế Bộ Công an, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại được đầu tư trang cấp mới. Nguồn nhân lực không ngừng được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn. Những năm đầu mới thành lập, đội ngũ cán bộ y tế công an tỉnh chỉ có một bác sĩ và một y sĩ. Phương tiện thiết bị hầu như chưa có gì. Hiện nay, đội ngũ cán bộ y tế trong công an tỉnh đã có 36 đồng chí. Trong đó có một bác sĩ chuyên khoa 2, hai bác sĩ chuyên khoa 1, 8 bác sĩ đa khoa, 3 dược sĩ trung cấp, 12 y sĩ, 5 điều dưỡng trung cấp, 1 y sĩ đông y, 3 kế toán và 1 kỹ sư tinh học. Để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, ngày 7 tháng 8 năm 2013, Bộ Công an quyết định nâng cấp Bệnh xá Công an tỉnh Cà Mau lên thành Bệnh viện Đa khoa hạng 3 thuộc Công an tỉnh Cà Mau. Được sự quan tâm của lãnh đạo bộ và Đảng ủy Giám đốc Công an tỉnh, vào ngày 7 tháng 8 năm 2013, thì lãnh đạo bộ đã quyết định nâng bệnh xá lên thành Bệnh viện Đa khoa hạng 3, mô hình từ nay cho đến năm 2020 là 100 giường. Nhưng hiện tại thì Bệnh viện Đa khoa Công an tỉnh đã triển khai là 50 giường theo quy định của bộ. Thì được lãnh đạo bộ trang bị cho Bệnh viện Công an tỉnh nhiều máy để đủ điều kiện phục vụ cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong toàn tỉnh. Hiện tại thì Bệnh viện Công an tỉnh đã có cái máy X quang cao tầng, máy siêu âm màu 4D, máy điện tim 6 cần, máy nội soi tai mũi họng, máy đo loãng xương và đủ máy móc để trang bị cho một phòng cấp cứu và phòng đông y. Theo cái kế hoạch của bệnh viện thì từ nay cho đến cuối năm thì sẽ triển khai thêm cái mô hình của phòng điều trị để đủ điều kiện trang bị 100 giường theo quy định của bộ. Hưởng ứng cuộc vận động Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, 12 điều y đức của Bộ Y tế đối với cán bộ nhân viên ngành y. Cán bộ chiến sĩ Bệnh viện Công an tỉnh Cà Mau không ngừng ra sức rèn luyện phẩm chất, y đức của người cán bộ y tế trong lực lượng Công an nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn thực hiện tốt lời Bác dạy, thầy thuốc như mẹ hiền. Đội ngũ cán bộ y tế công an tỉnh khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân khen ngợi. Tinh thần phục vụ của các y bác sĩ đây cũng rất là nhiệt tình với bệnh nhân. Khi bệnh nhân cần thì phải có y bác sĩ đến chăm sóc, như là cho bệnh nhân này rất nhiệt tình. Từ cái chỗ là bệnh đó là khi bệnh tới nay được dịch giảm này kia, cũng do y bác sĩ tận tình này kia, thuốc men hay là chăm sóc cũng đầy đủ, sáng hay là cũng đi chích rồi cho thuốc uống trong ngày, phòng ốc thấy cũng sạch sẽ, máy lạnh rồi tivi đồ để phục vụ cho bệnh nhân giải trí đồ này kia. Từ chỗ này em thấy là tinh thần nó cũng được thoải mái hơn. Hàng ngũ bác sĩ y sĩ là nhiệt tình, đến giờ thuốc giờ này kia là đến giờ thăm khám rồi thuốc thang là đầy đủ, rất là nhiệt tình. Tôi thấy cũng rất là yên tâm. Các bác sĩ thì xuống khám hàng sáng, xuống thăm khám rồi này kia rồi uống thuốc rồi mấy cháu nó tiêm chích là chưa thấy đến là cũng chạy đến gọi bà cụ là đến tiêm chích cho bà cụ. Rất là cảm động và rất là thấy các cháu rất là nhiệt tình, có trách nhiệm. Thông qua cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ và 6 điều Bác Hồ dạy, thì bản thân tôi là một y sĩ đang công tác tại Bệnh viện Công an tỉnh Cà Mau. Nói riêng và toàn thể các cán bộ chiến sĩ đang công tác tại Bệnh viện Công an tỉnh Cà Mau nói chung luôn đặt vấn đề y đức lên hàng đầu và luôn thực hiện theo đúng theo lời Bác Hồ dạy là lương y như tự mẫu, luôn xem người bệnh như là người thân thuộc của mình, xem họ đau đớn như là mình đau đớn.
Từ đó khi bệnh nhân đến khám bệnh thì luôn đón tiếp niềm nở, tạo không khí thoải mái cho người bệnh và hướng dẫn người bệnh làm các thủ tục khám bệnh một cách dễ dàng. Bản thân thì luôn cố gắng lấy hết sức mình và tâm huyết của nghề mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, và luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng nội bộ, thân ái giúp đỡ đồng chí đồng đội vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và đảng và ngành giao phó. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện cũng trở thành việc làm thường xuyên của đội ngũ cán bộ y tế Bệnh viện Công an tỉnh. Năm 2013, Bệnh viện Công an tỉnh kết hợp với Bệnh viện 30 tháng 4, Bệnh viện 115 thành phố Hồ Chí Minh vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, thăm viếng tặng quà cho nhân dân vùng căn cứ kháng chiến, gia đình chính sách, hộ nghèo vùng sâu, vùng xa, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, 1.500 suất quà trị giá gần 500 triệu đồng. Ngoài ra, còn vận động xây 2 cây cầu giao thông nông thôn, cất 2 nhà tình nghĩa, tổng trị giá trên 300 triệu đồng. Sở Y tế cũng đồng ý cho bệnh viện khám cái sức khỏe định kỳ cho tất cả các cái đơn vị trong tỉnh khi có yêu cầu. Ngoài ra thì còn khám sức khỏe bằng lái xe cho mô tô và ô tô và thủy nội địa cho nhân dân. Thì bên cạnh đó thì bảo hiểm y tế cũng đã đồng ý cho Bệnh viện Công an tỉnh khám điều trị nội trú cho cái đối tượng bảo hiểm y tế trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra thì khám cho nhân dân trong toàn tỉnh với cái đội ngũ là y bác sĩ phục vụ tận tình, chu đáo, thực hiện đúng theo lời dạy của bác, lương y như từ mẫu. Bệnh viện Công an tỉnh Cà Mau ra đời và hoạt động được gần 10 tháng, song đã gặt hái được một số thành tích đáng kể. Trong thời gian tới, Bệnh viện Công an tỉnh Cà Mau sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa để phục vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và điều trị bệnh cho nhân dân trên địa bàn ngày càng tốt hơn, góp phần vào thành tích chung cho ngành y tế tỉnh nhà.